chàng ở ta. Ngày nó cất tiếng khóc chào đời, ngay cái lúc chỉ một màu tối đen. Không điện, không bác sĩ, không có bệnh viện, mọi thứ dường như rối ren. Bố nó chạy theo lối quen tìm bà đỡ giữa tối đêm. Cú nơi con đã có em, gấu con quét đất. Tuổi thơ là những chiếc đèn dầu cháy hết bấc, những trưa hè nóng, những ngày rét nhất. Lớp học sợ mưa với những bức tường chắt đất. Ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sẽ sống. Phải có niềm tin và nên tin, quý trọng những thứ mình đang có. Đây là đời thực chứ không phải là trên phim. Theo đuổi giấc mơ chăm chỉ, vì thành công sẽ không tự đến tìm. Tay phải trên trán, tay trái đặt lên tim, vì có công mài sắt có ngay nên kim. Người miền núi chất lên sân khấu, tay cầm mic từ nơi cùng trời cuối đất, cho họ biết đây là ai, là rap hip hop từ trên bản làng. Có công mài sắt có ngay nên kim. Anh sống ở trên bản, rap trên bản, có mấy thằng bạn hip hop trên bản làm anh quên nản. Sống đơn giản, quan điểm sống là bất thù thêm bạn. Người miền núi chất chơi sản láng, có lúc tất bật cả tối cả sáng, lúc chơi cả tháng. Thâu thâu anh thả sáng, giờ thì đến lượt nhìn anh tỏa sáng. Nương thong tham, đây là người miền núi đi thi trong nam, đưa bản sắc vào trong câu rap với niềm tự hào anh đang mang. Yeah, flexing flexing flexing, xỏ dép cao su anh nhảy breaking trên con beat. Team anh cooking, anh biết nói mời em về đội của anh, ok em check in. Về bản làng toàn là nhà gỗ, nhà đất, nhà sàn, nhiều đặc sản không cần nhà hàng. Đất rộng thanh thang nhưng từ đất đó đều là vàng. Chơi nhảy lửa nhảy xa vui hơn đi ba, tiếng đàn tình cuốn hơn gậy guitar. Nghe hát gọi hát then hát rap ở trong house sàn thích hơn cả villa. Đây là người miền núi chất, người miền anh sống ở trên bản, rock trên bản, có mấy thằng bạn hip hop trên bản làm anh quên nản. Sống đơn giản, quan niệm sống là bất thù thêm bạn. Người miền núi chất chơi sản láng, có lúc tất bật cả tối cả sáng, lúc chơi cả tháng. Ho ho anh thả sáng, giờ thì đến lượt nhìn anh tỏa sáng. Một nhà kinh tài nùng dao, phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo, bắt tay chung sức và làm cùng nhau. Vì người miền núi có thể sống thiếu thốn, nhưng chẳng một điều là không bao giờ sống hèn. Cúi mắt khom lưng trên nương trồng trọt, luôn ngẩng cao đầu vì không sống thẹn. Khiêm tốn, khiêm nhường, bước đến nơi đây như là thiên đường. Bảo vệ biên cương, một lòng yêu quê hương. Đây là người miền núi. Phát triển đổi mới nhưng luôn giữ được bản sắc khi ta đang chắc lọc tinh hoa, đưa vào trong từng bản rap. Vì cờ đến tay thì ta cứ phát âm nhạc từ nơi cùng chiều của đất, phát triển rap vì để cho thấy người miền núi chất. Đây là hip hop từ trên bản làng, anh biến từ đất trở thành bản vàng. Thành quả chất đầy trong những tải hàng, từ ngày khó khăn vẫn còn tản mạn. Có công mài sắt có ngày nên kim, có một tình yêu đặt ở bên tim. Chăm chỉ thực hiện biến giấc mơ thành hiện thực thêm động lực, bởi vì có công mài sắt có ngày nên kim. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Pepsi vị chanh không calo mới, sảng khoái tột đỉnh, bùng hết chất mình. Lấy giòn bùng vị, rap hay bùng nổ. Yeah, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Double Two T, DJ Wukong và Vũ Đoàn bước nhảy. Xịn. Đúng là người miền núi chất ha. Tôi nghe lần trước có ai nói là chỉ có Ma Su mới làm được nhạc dân gian đương đại. Thì bữa nay Dương Khi chặt đẹp, đúng không? Dạ vâng ạ. Không biết là bên ai đó bạn bè của Ma Su có ý kiến gì? Dạ vâng anh Thành, đầu tiên hết thì cho em xin lỗi anh Vic Daddy và anh Dương Khi. Em tuổi trẻ chưa trải sự đời. Tuổi trẻ chưa trải sự đời. Với cái beat này thực sự là perfection luôn.
Nhất là khi mà em nghe ê ô ô ô ô ô ô wow, cộng thêm với cái cắt cùm cung like, wow, cái nhảy sạp. Dạ vâng, rất là đỉnh luôn. Cái lyrics cũng vậy nữa. Em sử dụng cái câu có con mày sắt có ngày nên kim. Và hôm nay cái màn trình diễn của em tự tin hơn rất là nhiều. Anh rất là thích, chỉ có một điều anh tiếc là em đã bị anh biết đem về đội của anh biết thôi. Bảo ơi, đây là người miền núi chất. Đẹp trai chưa? Ngon lành ạ. Biết cái điều cuối cùng quyết định để em mang bạn về là gì? Đầu tiên cái bài vòng 1 bạn ấy có lấy mối câu của em á. Và sau đó khi mà em trao đổi với anh Dương Cây thì anh Dương Cây rất là khen bạn ấy và nói là Trường là một người rất là thông minh trong âm nhạc. Và hơn nữa cái bài vòng 1 của bạn ấy đã hút hồn em á. Nên là em quyết định em phải cứu bằng được bạn ấy. Và bạn ấy đã không làm em thất vọng. Mà thậm chí là bạn ấy làm em rất rất là hài lòng. Cái mình thấy chàng thanh niên trẻ này là không có cái máu háo thắng nhá. Mình luôn thấy bạn có quyết tâm nhưng mà cái quyết tâm đó rất là đẹp. Nó không có cái sự ngông cuồng hay là ồ ạt trong đó. Nhưng mà nhìn vào trong con người đó mình vẫn thấy có cái lửa nó cháy âm ỉ trong đó. Biết người biết ta. Yeah, rất là dễ thương. Bài này Andre thích không? Anh rất là thích cái phần trình diễn của em. Big Daddy đã làm cho em bứt phá hoàn toàn. Vòng 1, vòng 2 khi em bước ra anh thấy em còn hơi rụt rè. Nhờ cái vòng này em bước ra như một người tuyết luôn, lạnh băng. Và em đã cue cái màn trình diễn của em. Vừa vào cái intro cái là anh đã thích rồi. Xong anh phải vibe theo cái hook của em. Em làm cái hook rất là tốt. Và em còn nhảy study kết hợp với lại nhảy sạp nữa, đúng không? Dạ vâng ạ. Yeah, anh rất thích màn trình diễn của em. Anh cảm ơn anh Bo. Cảm ơn anh về. Anh Thái, anh thích bài này không? Yeah, I mean, I think it's good. I think em like, you're a true entertainer. I remember cái giọng một, the way you are, you're very entertaining. So I feel, you know, you do a good job. I like the song's cool, got good energy. Anh cảm ơn anh. Anh muốn nói thêm một chút là anh có đọc một cái bài phỏng vấn của em ấy. Em có nói là nếu mà em không thành rapper thì em lại quay về đi cắt tóc đúng không? Dạ vâng ạ. Nhưng mà anh nghĩ là sau hôm nay em không phải đi làm cắt tóc nữa đâu. Chúc mừng em. Dạ, anh cảm ơn ạ. Em cũng sẽ cắt tóc nhưng mà thích ai thì cắt cho người đó, kiểu vậy. Ok. Xin mời Caric. Đối với em, hôm nay Trường đã thay đổi rất là nhiều. Đặc biệt là cái ngôn từ của bạn. Khi mà tổng thể bài em có thể hiểu được hết, không phải thắc mắc giống như B-Ray ở vòng đầu là sẽ có những từ địa phương. Và cái thứ hai, thật sự rất vui khi mà bạn về với Big. Nhưng mà những cái chất riêng của em không bị phai đi khi mà em vào tới vòng 3 này. Đó rất là quan trọng. Tại vì có những bạn ở vòng 1, vòng 2 qua tới vòng 3, các bạn thay đổi hoàn toàn luôn, không còn giữ được cái màu riêng nữa. Thì em đây là người làm rất là tốt điều đó, là giữ được cái màu sắc riêng của mình và thay đổi một chút thôi. Nhưng mà nó rất là vừa vặn. Và chúc mừng em đã có một hàng trình diễn trọn vẹn. Em cảm ơn anh. Anh nghĩ là cái này chắc là món ăn ưa thích của Justity rồi đúng không? Anh nói món ăn em lại nghĩ đến cái chuyện khác. Này là gu em rồi. Mày gu. Nhưng mà dạo này hơi gầy. Anh để ý về đội Big, anh thấy Big béo lên là em lại gầy đi. Không em, mặc bộ đồ này là nên có mặt fashion, góc cạnh như đó. Cái bộ này đưa anh bận nó kỳ lắm, em biết không? Chưa cần đến anh bận đâu. Ngày xưa Caric mặc bộ giống cái này mà em trông nóng lắm. Nóng, Caric thì mặc này nóng lắm. Not my gu. À, nhưng thưa anh, đây là chương trình về rap chứ không phải về thời trang ạ. À. Dạ, vâng. Cái mà anh muốn phân tích là từ chất. Đối với anh thì cái từ chất phải để mọi người nói về một người thì nó sẽ có cái tính thuyết phục hơn. Nhưng mà em xứng đáng là người có thể nói lên cái chất riêng của mình. Những cái gì mà em đem đến nó là một cái góc hoàn toàn khác. Cách em khai thác chủ đề đưa lối sống vào, kết hợp giữa văn hóa của nước ngoài và văn hóa của Việt Nam ra một cái chất riêng. Cái từ chất mà em phát ra thì nó là một cái không hề khiên cưỡng. Em rất là chất. Em cảm ơn anh Thi ạ. Sẵn Ti nói đây, anh cũng bổ sung chút xíu luôn. Theo anh, cái chất nó sẽ đến từ hai cái điều cốt lõi. Một, nó đến từ cái sự thành thật của mình. Đầu tiên mình phải thành thật với cái mà mình yêu thương đã, thì nó mới lòi ra cái chất. Và cái thứ hai, nó đến từ cái niềm tin vào cái chân lý mà mình đang theo đuổi. Thì anh nghĩ đó là hai cái yếu tố quan trọng nhất để một người có cái chất riêng của mình. Xác định. Ok. Trong giới mình thì người ta gọi là
wannabe ấy, đúng không? Uh-huh. Yeah, yeah, yeah. Yes. Nhưng mà dù gì thì khi mọi người mới bắt đầu thì ai cũng phải là wannabe. Đúng rồi, phải học trước. Mình mới bắt đầu đào luyện thêm rồi mới tìm ra được cái gì là của mình, cái gì là của người ta. Mình wannabe không được đâu, nhưng mà thôi để tôi làm tôi. Đúng rồi. Vì vậy mà các bạn ấy đứng ở trên sân khấu rap Việt và làm những thứ để chứng tỏ cho mọi người có thể công nhận là các bạn ấy chất đúng nghĩa. Và chắc chắn là mọi người ở nhà đã thấy được em đi được một cái quãng đường rất là dài và chắc chắn mọi người rất tự hào. Yeah. Nhưng mà lưu ý cho anh ăn nhiều vào cho tay to nhé, mới được 10 điểm. Tôi chưa thấy ai mà chấm điểm dựa trên cân nặng của thí sinh. À, có con em chấm với em anh. Và một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho bài thi rất là hoàn hảo vừa rồi của Double 2T. Cảm ơn em. Rap Việt mùa 3, 20 giờ thứ 7 trên V Channel. Xem sớm nhất trên ứng dụng Vion.